em trai phó tổng giám đốc ngân hàng Liên Việt Postbank bán sạch cổ phiếu LPB. Dẫn thông tin tờ Mekong ASEAN, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Postbank, mã chứng khoán LPB cho biết, ông Vũ Quốc Vinh, em trai phó tổng giám đốc ngân hàng Liên Việt Postbank Vũ Quốc Khánh, đã bán thành công toàn bộ số cổ phiếu LPB đang nắm giữ. Trước đó, ông Vũ Quốc Vinh đã đăng ký bán toàn bộ 64.745 cổ phiếu LPB theo phương thức khớp lệnh vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. Cùng động thái với ông Vinh, bà Trần Thị Hoài Hương, em dâu ông Nguyễn Ngọc Nam, một phó tổng giám đốc khác của ngân hàng Liên Việt Postbank cũng đã bán thành công 13.900 cổ phiếu LPB. Giao dịch được diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 theo phương thức khớp lệnh. Ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể của bà Nguyễn Thị Gấm, phó tổng giám đốc Liên Việt Postbank cũng đã đăng ký bán ra 80.000 cổ phiếu ngân hàng này. Tuy nhiên sau giao dịch, ông Ứng chỉ bán được một nửa số cổ phiếu tương đương 40.000 cổ do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng. Ngay sau đó, ông Ứng đã tiếp tục đăng ký bán 48.000 cổ phiếu LPB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu bán hết được số cổ phiếu đã đăng ký, ông Ứng sẽ chỉ còn nắm giữ 60 cổ phiếu LPB. Ở một diễn biến khác, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mới đây đã thông báo bán đấu giá hơn 140,5 triệu cổ phần tại Liên Việt Postbank với giá khởi điểm được công bố là 22.908 đồng cổ phần. Nếu bán được hết hơn 140,5 triệu cổ phần tại LPB, VNPost sẽ thu về tối thiểu 3.218 tỷ đồng. Buổi đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2023 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.